phở kia, phát phở kia. Trời ơi. Tự hào, tự hào. Đây. Hồi nãy giờ dạo dạo thì cái chỗ này là cái chỗ mà mình cần tìm nhất đây cả nhà. Các loại trái cây vùng nhiệt đới. Hello hello. Xin chào cả nhà. Đông quá chừng. Mùa này cũng đang là mùa du lịch cao điểm. Rồi cái best seller croissant. Làm từ chà bông heo cả nhà ơi. Quán cà phê cũng khá là dễ thương. Espresso. Yummy yummy. Xin mời cả nhà uống cà phê ăn bánh. Dễ thương dễ thương. Mình đã vô một cái shopping mall chủ nhật cho nên là bà con tới đây cũng đông. Với lại ở đây có máy lạnh cho nên nó mát mẻ. Cái khúc này giống như chợ Bến Thành ở mình đó ha. Kiểu rất là nhiều quầy giày dép, quần áo. Hồi nãy giờ dạo dạo thì cái chỗ này là cái chỗ mà mình cần tìm nhất đây cả nhà. Các loại trái cây vùng nhiệt đới đầy đủ nha. Nói chung đồ mà kiểu hàng chất lượng mà quần áo này nọ, giày dép này nọ thì ở đây không có cạnh tranh, nhưng mà mua mấy cái sầu riêng với lại bông bon rồi đó là ok. Đây bông bon đây. Bông bon giá này là chỉ có 26.000 một ký cả nhà, rẻ hết. Rẻ hơn ở Việt Nam mình với lại rẻ hơn ở Thái nhiều luôn á. Sầu riêng thì khoảng 50.000 một ký là cũng rẻ hơn ở mình, nhưng mà thấy cái màu không biết là ngon hay không cả nhà. Kiểu nó hơi, cái màu nó hơi không được tươi á. Nhưng mà cái này giống như là nó đã chín, nó nứt ra là. Nói chung là đủ loại, đu đủ. Còn nho thì kiểu chắc là hàng nhập cho nên nó mắc nè. Nho thì ở thổ rẻ quá chừng. Mà cái trái cây này thì mắc ở đây. Còn rau củ quả, đây. Trời ơi, gặp lại cái trái khổ qua khủng. 4 lạng một cái nè. Để ngày mai mình về mình sẽ mua khổ qua kiểu này. Dừa khoai lang này nọ. Cái dừa bự là người ta cắt cái vỏ ra hết. Trời, người ta bán hạt giống luôn này cả nhà. Hạt giống mình mua một ít hạt giống nha. Coi bộ được á. Để coi có cái hạt giống gì à. Ngò. Hạt ngò thì ở thổ giờ cũng nhiều. Mấy cái này bữa mình đã trồng. Cải thìa. Cải thìa sao mà nó ít dữ ta. Chút xíu à. Mua ở Việt Nam rẻ hơn. Ở Việt Nam mình hay mua chỗ rạng đông á cả nhà. Mỗi lần về mua đặt ở đó. Đặt nhiều là người ta free ship luôn mà rẻ, giá rẻ lắm. Mua trên web. Nói chung nhìn hạt giống thì ham nhưng mà không có cái hạt gì thấy hấp dẫn. Đây là cải trắng mà kiểu nó bự ra đó. Nhưng mà ít quá, một xíu à. Ở Việt Nam mua ok hơn. Thử cái hạt này thử sao, trồng thử cái hạt này nữa, nấu canh là cũng được. Mình đang tới chỗ rau để kiếm rau răm á cả nhà, sẽ kiếm rau răm với măng. À, cái bánh dumpling có luôn cả cái vỏ để gói nha cả nhà, tiện quá ha. Tráng Việt Nam có mặt tại Philippines, tráng mình có nhiều rồi nhưng mà nhìn bánh tráng ở Việt Nam mình điểm danh ở đây thấy cũng vui vui, kiểu sản phẩm của mình cũng được phổ biến rộng rãi. Đây bánh tráng. Đây tiếng Việt luôn nha, bánh tráng. Kim chi.
mà rau củ nhìn có vẻ không hấp dẫn, nhìn nó không được tươi giống như là bên Thái hoặc là bên Việt Nam mình á cả nhà ha. Nó kiểu vậy nè, hơi nhiều hiếu. Trên đây cũng vậy á, kiếm mà không thấy rau răm cả nhà, không thấy rau răm. Có hẹ sao? Hẹ thì có. Trung Quốc họ cuốn họ qua đây họ bán luôn. Cái đây nó tên là sang hai luôn, trong khi đây là cái bánh cuốn của mình. Chỗ này thì bán cá tôm khoảng 200 mấy một ký tôm á cả nhà. Cá cũng tươi nè, cá biển, đậu hũ, chả cá, chả cá viên, cá ngừ, cá lát, các loại đây giống như cá chim nè, tươi, nhìn tươi. Đây là cá chua nè, không giống ở Việt Nam mình. Cá bạc má. Philippines hàng đồ ăn từ Trung Quốc nhập qua hơi bị nhiều luôn cả nhà. Hồi nãy giờ mình đi mình thấy đồ Trung Quốc nhiều lắm, các loại mì, miếng các kiểu. Chắc mình sẽ mua thử cái mì của Philippines nè, product of the Philippines. Đây, sản phẩm của Philippines. Mình sẽ mua cái này thử. Thấy người Philippines thích ăn mì xào, các loại mì ở phiên bản mì xào nhiều ghê luôn á. Cứ minh họa cái hình mà mì xào á, chứ không phải là bún phở. Rất là nhiều dầu dừa. Cái người đóng hộp rất là bự luôn. Cái này hay hay, cocktail trái cây đóng hộp luôn. Nhưng mà thật ra thì những cái sản phẩm đóng hộp là không tốt cho sức khỏe đâu cả nhà. Kiểu như dừa, những cái sản phẩm đóng hộp này là sẽ thích hợp cho những người mà đi biển á, dài ngày trên biển, dự trữ được lâu và dùng được, không phải chế biến nhiều. Chứ thật ra thì nó cũng về dinh dưỡng thì nó sẽ tất nhiên là nó không có tốt như là thức ăn tươi mới rồi. Đây buffet. Ô, cá nhìn hấp dẫn quá kìa. Cá nướng. It's fish. Yes, fish. Tuna. Ah, snail. Cái này giống như là ăn hấp bốt dạng lẩu. Dạ, hấp bốt. Cua ghẹ gì đây? Rau, mì. So nice. Cá. Sườn. Mì xào, cơm. Đây là đồ tráng miệng. À, cái này giống như là để ăn lẩu, ăn canh vậy đó. Bánh mì Việt Nam này cả nhà ơi, bánh mì Kitchen. Thương hiệu này mình mới tới sân bay là mình đã thấy có ở dưới sân bay rồi. Xong rồi tới vô tới chỗ đây cũng thấy có nữa. Đây là ở bên trong Cebu rồi cả nhà, có Ramsay quảng cáo luôn nè, đầu bếp nổi tiếng thế giới. Đây là một cái shopping mall chỗ Cebu á cả nhà. Xung quanh cũng nhiều hàng quán cà phê là các kiểu. Ngày chủ nhật cho nên là mọi người ra đây đi chơi, vui chơi cũng rất là đông. Ở đây hoa giấy cũng nhiều cả nhà, giống như Việt Nam mình, thích hợp ở khí hậu nóng. Oh. Baby, oh, very good baby. So nice, baby. Thank you so much. Who's the lucky father? It's me, so good. Here? Maybe you didn't know. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Okay, thank you so much. Nice. Thank you. Xin mời cả nhà, xin mời cả nhà. Cái mùi cũng rất là hấp dẫn. Nhờ tôm nướng có vẻ rất hấp dẫn, nhưng mà cái sốt này là cái sốt gì dạng dưa giấm với lại ớt hành, trong vô vàng những cái món dầu mỡ thì cái sốt này là mình thấy ngon nhất nè. Dạng như là sườn bò nấu cá bắp rồi cho tí gừng lên nữa,
thơm này rất là dễ chịu á, thanh ngọt thanh. Bánh này ngon, mình ăn lần thứ hai rồi cả nhà. Croissant trà bông rất là hợp vị á. Mời cả nhà. Đây mình làm nail ở cái chỗ này. Công nhận là giá rẻ, nói chung là làm nail hớt tóc rồi là ở Việt Nam với lại Philippines, Thái Lan rồi là giá tốt lắm cả nhà. Còn qua thổ cái là tự nhiên nó gấp 10 lên vậy đó. Chào cả nhà, đây mình đang đi trên đường tới Aizala, cái shopping mall. TripAdvisor khuyên là shopping mall này đứng đầu ở cái vùng Cebu này. Mình tới đây thử. Đây, ở Philippines có Grab nha. Xe Grab book đi như Việt Nam mình vậy đó, rẻ hơn taxi. Chào cả nhà. Trên vùng Cebu này vậy nè cả nhà, rất là nhiều công trình xây dựng đang dang dở. Cái shopping mall này khá là bự và ở trung tâm á cả nhà, lên đây thấy đẹp hơn. Có AIA kìa. Đây lối vào. Mango is Turkish company. Yeah. Oh, cái shopping mall này nhìn là đẹp đẽ, sạch sẽ, hiện đại. Zara. Zara. Turkish company. Yes, yes, many, many brands. Here can stop Turkish company. Zara có mặt khắp nơi cả nhà hả? Zara everywhere. Let's go this elevator. Hôm qua mình đi cái shop cái bác hồ kia nó nhỏ, mà nhìn nó hơi cũ cũ. Lên đây thì nhìn hiện đại hơn, mới. Xin chào cả nhà.
quá trời rộng luôn cả nhà ơi. So we come to the shopping mall again. Shopping mall life. Bây giờ những cái trung tâm thương mại như thế này có đầy đủ hàng hóa. Hôm nay là thứ hai. Mọi người này là chắc là làm việc dạng làm việc tự do. Freelancer. Sunglass. Khu dành cho trẻ em vui chơi. In the TripAdvisor comments, they have many compliments about this. Yeah. Mình tới đây là mình đọc comment ở trên TripAdvisor ở cả nhà. Họ nói cái trung tâm này đáng để đến ở Cebu. Thế là mình chọn ở đây. Nó còn cái SM nữa. Chỗ cái shopping mall này thì đồ ăn Nhật rồi đồ ăn hàng các nước châu Á là họ du nhập hết á cả nhà, thức ăn nhanh, những cái hàng của Mỹ á. Mỹ là đồng minh ở đây mà, đồng minh lớn ở đây. Nhưng mà so với Thái thì không bằng nha. Đó là sự thật. Đồ ăn Thái nhìn ở Thái nhìn hấp dẫn hơn. Chỗ đây là gần cái Apple. Cho nên nhiều người ngồi đây để free wifi. Rồi wifi miễn phí. Cái thương hiệu này thường thấy ở thổ ở đây cũng có luôn nè cả nhà. Bánh donut. Khu vui chơi. Đẹp quá cả nhà. Có cái bàn cao lắm. Nhìn chỗ này mát mẻ, cây xanh nhiều. Đó, cái khu. Phát phở kia. Trời ơi. tự hào. Đây. Phát phở nha cả nhà. Mà người ta không có để dấu sắc lên. Nó là phát phở chứ không phải là phát phơ. Dấu nhưng mà phở có dấu còn gì em quên. Á Vietnamese Kitchen ở ngay chỗ Azala Shopping Mall. Cái view cũng khá là đẹp.
là quán phở của mình có mặt ở Cebu nha cả nhà. Và mình sẽ vô phát phở cả nhà ơi. Phải ăn phở ở đây thôi. Đây cả nhà ơi, phát phở Việt Nam ở Cebu. Đây là cái menu, cái thực đơn nè. Phát phở Á Vietnamese Kitchen. Phát phở lời mở đầu. Xong rồi có cái cuốn mà gọi là Summer Rolls, gỏi cuốn kiểu mùa hè. Gỏi cuốn thì có cả thịt heo, thịt gà, đậu hũ, tôm. Không có thịt bò. Rồi tiếp tục có những cái món thịt viên homemade, trứng. Thôi đặc biệt có món chả lụa luôn cả nhà ơi. Có món salad này nè, cũng dễ ăn nè. Thịt gà và cây bắp, hoặc là tôm và xoài chua, hoặc là đậu hũ và dưa leo, tùy mình chọn ăn với bánh phồng tôm. Đây là những cái món ăn chơi xong rồi vô tiếp. Đây là cái dạng mà tô mì lạnh không có nước á. Sẽ có thịt heo nướng sả này, hoặc là thịt viên nướng này. Đó, có minh họa hình. Đây, phở đây, phở đây. Rất là nhiều cái herbs. Đây, ngò nha, cilantro. Có rất là nhiều giá đậu xanh và hành nè. Đó, đó, những cái sốt họ vô minh họa luôn. Nói chung là nó sẽ không có được giống như phiên bản gốc lắm, nhưng mà ăn rồi cũng ổn rồi ấy cả nhà. Nhìn nói chung là nhìn cũng khá là đủ đủ á, chứ còn sẽ không bao giờ giống y chang được phiên bản gốc đâu. Sẽ có phở đặc biệt nè, phở gà nè, phở bò viên nè, phở bò bún bò Huế. Đặc biệt là họ dùng tiếng Việt của mình nha, họ dùng cái tiếng Việt và nhưng mà không có dấu. Cái này người nước ngoài cũng khó mà đọc. Cái đây là những kêu thêm giá, hoặc là mì, bún, sợi bún, hoặc là nước phở, hoặc là rau thơm. Phải kêu thêm và tính tiền thêm á. Rồi có thêm mấy cái kiểu này nữa, cơm chiên rồi các kiểu. Bánh xèo cũng có luôn. Kem plan nữa. Bánh mì nữa. Wow. Nói chung nhìn cái menu rất là Việt Nam. Những cái món đặc trưng của mình là có. Ở bên này thì có một số loại nước uống. Họ cũng có nhiều chi nhánh á, ở Cebu. Trong lúc chờ thì đây, cái đây là dành cho bún bò Huế nè. Còn đây là dành cho phở nè. Để sẵn rồi, mình có thể thêm mấy cái gia vị này nữa. Đây là bún bò. Xin mời cả nhà, bún bò ở Cebu. Bún bò Huế ở Cebu. Phở bò in Cebu. Thank you so much. Chà chanh cả nhà. Tỏi, ngâm giấm giống như Hà Nội á. Bún bò Huế ở đây không được giống phiên bản gốc lắm cả nhà. Nhưng mà thôi kệ. Cái này là sợi phở chứ không phải là sợi bún nữa. Có giò heo nè. Thịt heo chứ không phải giò. Như vậy là video kỳ này của Nguyên tới đây xin được tạm dừng.
Nhi xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người video kỳ tới. Nếu cả nhà cảm thấy yêu thích video này, nhớ nhấn nút đăng ký, ấn chuông, like, share và để lại bình luận ủng hộ cho kênh YouTube Nguyên Turkey và trang Facebook Nguyên Turkey Cuộc Sống Thổ Nhĩ Kỳ. Bye bye cả nhà.